Hyundai IONIQ 5, ô tô điện mới nhất ra mắt thị trường Việt Nam của hãng Hyundai. IONIQ 5 lắp gói pin 72,6 kWh, công suất 217 mã lực, cho tầm hoạt động khoảng 450 km sau mỗi lần sạc đầy. Ngày 26 tháng 4, tại nhà máy Hyundai Thành Công, hãng lần đầu tiên ra mắt mẫu xe điện Hyundai IONIQ 5, nhưng mới ở dạng thăm dò thị trường. Bản thương mại và giá bán cụ thể của IONIQ 5 vẫn chưa có ở Việt Nam. Tuy vậy, nhiều đại lý lại cho biết một lượng nhỏ khách hàng giới hạn vẫn có thể mua được mẫu xe này, nhưng có những điều kiện riêng, không công bố rộng rãi như cách bán, Genesis hiện nay. Tại các đại lý cũng có các chạm sạc để khách tới sạc, mức giá không tiết lộ nhưng được đồn đoán khoảng 1,5 đến 1,7 tỷ. IONIQ 5 là người anh em của Kia EV6, từng được Thaco giới thiệu trong một sự kiện cuối năm 2021, có thể ra mắt chính thức vào quý 3 năm nay. IONIQ 5 có chiều dài 4.635mm, rộng 1.890mm, cao 1.605mm. Kích thước này gần tương đồng với chiếc Hyundai Tucson chạy xăng với các thông số lần lượt là 4.630mm, 1.865mm và 1.695mm. Còn so với chiếc VinFast VF8, IONIQ 5 nhỏ hơn đôi chút khi mẫu xe Việt có kích thước tổng thể là 4.750mm, 1.900mm, 1.660mm. Giá bán của VinFast VF8 tại Việt Nam là 1.057 triệu đồng đến 1.237 triệu đồng. Chiều dài cơ sở của IONIQ 5 đạt 3.000mm, tức lớn hơn những chiếc SUV cỡ D như Hyundai Santa Fe 2.765mm, Toyota Fortuner 2.745mm và tương đương với mẫu xe cỡ E như Volkswagen Teramon 2.978mm, Ford Explorer 3.025mm. Chiều dài cơ sở luôn là một lợi thế của những chiếc xe điện so với xe xăng dầu cùng cỡ, bởi không tốn nhiều không gian cho các chi tiết cơ khí. Cùng với thiết kế sàn xe phẳng, không gian hai hàng ghế của IONIQ 5 rộng hơn nhiều các mẫu xe xăng cùng cỡ C. Đây là thương hiệu đầu tiên dưới dạng thương hiệu con IONIQ mới. Trong tương lai, hãng này sẽ có thêm một sedan và SUV điện khác. Ngoại hình IONIQ 5 lấy cảm hứng từ chiếc xe Pony, mẫu xe ô tô đầu tiên của người Hàn Quốc. Xe có đèn pha dạng đôi, thiết kế nắp capo hay đuôi xe đều được làm khá vuông vức thay vì kiểu dáng mềm mại như nhiều xe điện trên thị trường hiện nay. Việc không cần các khe hút gió làm mát động cơ như xe xăng giúp cấu trúc của IONIQ 5 liền khó từ trước ra sao những đường gân nổi trên thân xe kiểu 3D tương tự Tucson. Khoang cabin của Hyundai IONIQ 5 tối giản khi sử dụng hai màn hình kích thước 12 inch nối dài trên nắp táp lô làm điểm nhấn chính. Hệ thống thông tin giải trí kết nối Apple CarPlay, Android Auto, camera 360 độ. Xe không có bảng điều khiển trung tâm theo chiều dọc như các mẫu xe xăng. Vô lăng hai chấu kèm các phím bấm vật lý. Dung tích khoang hành lý là 531 lít và tăng lên 1.600 lít khi gặp hàng ghế thứ hai. Mô tơ điện gắn ở cầu sau, công suất đạt 217 mã lực, mô men xoắn 350 Nm, tốc độ tối đa 185 km, tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 7,4 giây. Phiên bản Hyundai IONIQ 5 xuất hiện tại Việt Nam lắp gói pin 72 kWh, đáp ứng cấu trúc điện áp kép 400V trên 800V cho khả năng tương thích sạc nhanh DC 350 kW, thời gian sạc từ 10 đến 80% trong 18 phút hoặc 5 phút cắm sạc xe có thể di chuyển 100 km. Với bộ sạc tiêu chuẩn AC 10,9 kW, xe mất 6,6 giờ để sạc đầy 100% pin. Tầm hoạt động của xe khoảng 450 km sau mỗi lần sạc với điều kiện vận hành thông thường. Hệ thống an toàn trên Hyundai IONIQ 5 rất phong phú. Những chức năng gồm có như cân bằng điện tử, chống trượt, hỗ trợ khởi hành ngang xuống dốc, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù và khi lùi xe, điều khiển hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảm biến áp suất lốp và 6 túi khí. TC Motor cho biết Hyundai IONIQ 5 ra mắt lần này với nhiệm vụ nghiên cứu thị trường và đo lường phản ứng của khách hàng. Hãng sẽ tổng hợp và tối ưu các phiên bản theo nhu cầu sử dụng của khách hàng Việt, sau đó xây dựng hệ thống chạm sạc và tiến tới sản xuất, phân phối mẫu xe này ra thị trường trong nước, tuy nhiên chưa rõ mốc thời gian cụ thể như thế nào. Ở phân khúc phổ thông, Hyundai là thương hiệu thứ hai sau VinFast ra mắt xe điện tại Việt Nam. Điểm khác biệt là hãng xe Việt đã mở bán xe thương mại và giao đến người dùng. Hãng xe đồng hương của Hyundai là Kia, thương hiệu hiện đang thuộc quyền phân phối của Trường Hải, cũng có kế hoạch ra mắt xe điện EV6 tại Việt Nam vào cuối 2022. Và chúng ta hãy cùng chờ đón các mẫu xe điện liên tiếp ra mắt tại thị trường Việt Nam. Cuối cùng, mọi người đừng quên đăng ký kênh để chờ đón những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.